Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng Rất vui khi được gặp lại anh em Mình là chủ kênh youtube Kiên Luxury Và bên mình chuyên phân phối review những sản phẩm đồng hồ chính hãng Xa xỉ của Thụy Sĩ Thuộc rất là nhiều thương hiệu lớn như là rolex Patek Philippe, Audemars Piguet Hay là Haplot, Omega Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em hai thiết kế đồng hồ Thuộc hai thương hiệu lớn bậc nhất trên thế giới Đó chính là một chiếc đồng hồ Zolex Đầy đết với chất liệu thân vỏ vàng trắng nguyên khối toàn thân Cùng với đó sẽ là một chiếc đồng hồ Patek Philippe lịch vạn niên. Anh em biết rằng lịch vạn niên là một trong những loại lịch cực kỳ phức tạp. 120 năm anh em mới phải chỉnh lịch duy nhất một lần. Và lịch vạn niên cũng là một trong những loại lịch chỉ xuất hiện ở trong những dòng máy đồng hồ cực kỳ xa xỉ mà thôi. Patek Philippe thì không có gì phải bàn rồi. Đây chính là thương hiệu top 1 ở trên thế giới. Đóng góp 8 trên 10 chiếc đồng hồ xa xỉ đắt giá bậc nhất. Còn Rolex thì là một trong những thương hiệu có độ phủ sóng thương hiệu cực kỳ mạnh. Rolex thì có thể thấy ở bất cứ mọi nơi ở trên thế giới. Anh em có thể hỏi tất cả những người kể cả không quan tâm về đồng hồ. Thì mọi người cũng đã loáng thoáng quay qua về thương hiệu Rolex rồi. Thương hiệu này thì luôn có doanh thu xếp top 1 qua rất là nhiều năm tháng. Hôm nay thì mình sẽ có được hai chiếc đồng hồ thuộc hai phân khúc rất là cao của hai thương hiệu này. Đầu tiên thì mình sẽ đánh giá cho anh em chiếc đồng hồ Rolex, Rolex thì là một trong những thương hiệu mà khi anh em đeo chiếc đồng hồ này trên cổ tay thì ai cũng biết được. Đây chính là một trong những dòng máy đồng hồ cực kỳ xa xỉ. Em Rolex này của mình thì sẽ thuộc dòng máy Day-Date. Đây là một trong những dòng máy mà chỉ sản xuất ra những dòng máy như chiếc đồng hồ mang chất liệu thân vò như là vàng vàng, vàng trắng hay là vàng hồng nguyên khối toàn thân mà thôi, sẽ không có chất liệu thép hay là đề mi ở trong những thiết kế Day-Date đâu anh em nhé Em này của mình sẽ có được cái date xuất ra khỏi store vào ngày 12 tháng 2 năm 2022. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tận tháng 12 năm 2027 với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm đến từ thương hiệu Solex. Với chất liệu thân vỏ được làm bằng vàng trắng nguyên khối toàn thân, mình cầm chiếc đồng hồ này trên cổ tay thì tương đối là đầm, tương đối là nặng. Tất nhiên nó sẽ nặng hơn khá là nhiều so với cả những thiết kế thép không gì hay là đề mi đến từ dòng máy chớt hoặc là những dòng máy Sport. Em này của mình sẽ kết hợp với cọc số đính kim cương kim cương sử dụng trong những dòng máy DD thì toàn là những viên kim cương loại tuyệt loại xịn loại sang mà thôi góc 6 và 9 giờ như anh em thấy đây sẽ là những viên kim cương tấm những viên kim cương baguette rất là sang xịn mịn rất là to rất là đẹp mặt đồng hồ thì sẽ sử dụng đó chính là mặt móp đây là một trong những loại mặt tự nhiên mặt tự nhiên thì luôn có giá trị cao hơn so với cả những loại mặt công nghiệp và với những thiết kế mặt móp như thế này thì cùng phiên bản mình sẽ có giá trị cao hơn những loại mặt khác từ 50 cho đến 80 triệu anh em nhé Vân móp ở trong những dòng máy đồng hồ Rolex thì cũng được chế tác rất là tinh xảo và với chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ thấy được vân mây vân móp nó sẽ rất là nổi bật nó sẽ có rất là nhiều ánh sáng khác nhau và nó sẽ nổi cuồn cuộn ở trên dial của chiếc đồng hồ cảm nhận đầu tiên nếu như anh em nhìn chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là một chiếc đồng hồ tương đối là sang nhưng không quá nổi bật nhưng nếu như anh em để ý kỹ từng chi tiết từng đường nét thì anh em sẽ thấy được cái sự trẻ trung và cái sự bắt mắt khi mình anh em đeo thiết kế đồng hồ này vàng trắng mà kết hợp với mặt xa cừ kết hợp với cọc số đính kim cương thì đeo sẽ cực kỳ trẻ trung anh em nhé thiết kế thì sẽ là hai lịch lịch ngay được đặt ở góc 3 giờ và lịch thứ được đặt ở góc 12 giờ với tình trạng nguyên zin full set thì đây sẽ là một em với tất cả mọi thứ cực kỳ đẹp anh em sẽ thấy được ba mắt chỉ một giây mắt chỉ giữa thì sẽ là thiết kế đánh bóng còn hai mặt chỉ bên cạnh thì sẽ là đánh phay xước rồi bộ máy phía bên trong chiếc đồng hồ cũng là một trong những bộ máy cực kỳ cao cấp đến từ thương hiệu Rolex bộ máy 3255 đây là một bộ máy được dựa trên nền tảng máy 3055 với 31 chân kính 70 giờ chữ cót và 28.800 tần số dao động bộ máy đời cao với sai số chính xác chỉ nhanh chậm không quá 2 giây một ngày mà thôi với những chiếc đồng hồ cơ trên thế giới thì sai số thường sẽ là không quá 15 giây một ngày là chấp nhận được với những dòng máy đồng hồ xa xỉ của thị sĩ. Với những dòng, với những dòng máy đồng hồ Nhật thì sai số cho phép sẽ là không quá 25 giây một ngày. Còn với em này của mình thì là sai số không quá 2 giây một ngày. Một trong những dòng máy cực kỳ đẳng cấp đến từ thương hiệu Rolex. Ở đây thì mình sẽ còn có thêm một số những chuyện chứng nhận vàng đúc nữa như là 750, cân tiểu ly, đồ chói bạc na. Nó sẽ thể hiện thân vỏ trên đồng hồ này được làm bằng vàng đúc. Tiếp theo nữa thì sẽ là một bộ dây President. Và cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa Jubilee với những chuyện chứng nhận vàng đúc ở đây. Anh chị em sẽ thấy được từ AU750, sorry anh em, từ 750, cân tiểu ly, đồ chói bạc na. Bên này thì sẽ là một số những hoa văn họa tiết Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhá. Em này của mình tất nhiên rồi sẽ đầy đủ full mắt. Anh em tay nhỏ, tay to, tay vừa đều đeo được ca. Tay của mình ở đây là 15.7 cm, đeo sẽ rất hợp lý này. Đeo những dòng máy đế đế thì luôn có một cái sự đẳng cấp rất là cao. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em lấy new tại hãng, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá tương đối là căng sau khi Rolex vừa nâng mức giá retail của mình lên đến hơn 1 tỷ mốt Hiện tại thì mình đang có sẵn một em Sẵn tại shop của mình Với mức chiết khấu em hơn rất là nhiều Nhờ vào cái tình trạng lướt full set của nó Em này mình đang giao lưu với mức giá Loanh quanh là 880 triệu Anh em nhé Đó chính là chiếc Rolex ngày hôm nay Còn nếu như anh em muốn một chiếc đồng hồ Mang phân khúc top 1 ở trên thế giới Anh em hãy chơi cho mình chiếc hồ Patek Philippe ở đây Ở đây thì sẽ là cái thẻ cái giấy bảo hành toàn cầu của nó Patek Philippe thì không dùng thẻ như là Rolex Em Patek Philippe này của mình sẽ sử dụng chất liệu được làm bằng vàng vàng nguyên khối toàn thân Đây cũng là một trong những chất liệu rất là đẳng cấp dùng để chế tác lên những dòng máy đồng hồ xa xỉ. Dial của chiếc đồng hồ thì sẽ là mặt trắng hơi đục một chút Kết hợp với đó sẽ là những cọc số la mã để tạo ra được sự cố điện Patek Philippe từ trước đến giờ luôn giữ được những cái dáng vẻ sơ khai ban đầu Em này của mình ở trên dial thì sẽ có được rất là nhiều những thiết kế dùng để chỉnh lệnh từ những cọc số học trò chia dùng để chỉ ngay cho đến anh em sẽ thấy được phòng auto đêm mà cùng có những cọc vạch chia dùng để chỉ phút ở phần góc 3 giờ thì sẽ là ô lịch tháng của chiếc đồng hồ ở phần dưới góc 6 giờ thì sẽ là ô lịch tuần trăng ở góc 9 giờ thì sẽ là ô lịch thứ còn ở trên góc 12 giờ thì sẽ là ô chỉ ngày tháng năm nhuận nó sẽ được đánh số từ 1 cho đến 4 dùng để chỉ năm nhuận hay là năm không nhuận anh em nhé với thiết kế lịch vạn niên thì anh em có thể nhận biết được 120 năm có nghĩa là nó sẽ nhận biết được năm nào năm nhuận năm nào năm không nhuận nó sẽ nhận biết được tháng nào có 30 ngày tháng nào có 31 ngày vân vân và với thiết kế này thì anh em sẽ có được một bộ máy cực kỳ phức tạp ở phía bên trong chiếc đồng hồ thông thường để có thể chế tác lên một bộ máy phức tạp như thế này thì thân vỏ chiếc hồ sẽ rất là dày và cực kỳ là to. Tuy nhiên, Patek Philippe đã gói gọn một bộ máy như thế này chỉ trong size size máy có 38 mm mà thôi. Anh em cứ thử so sánh Patek Philippe với cả Jean mà xem. Jean chỉ cần thiết kế đồng hồ nó hơi phức tạp một chút là thân máy sẽ rất là dày và cực kỳ là to. Tuy nhiên, Patek Philippe là một trong những thương hiệu có khả năng chế tác đồng hồ bậc nhất ở trên thế giới thì nó sẽ thể hiện sự khác biệt của mình với phần còn lại của thế giới rồi. Ở đây thì mình sẽ chỉnh lệch bằng những cái núm chọc anh em nhé Ở đây thì mình sẽ có cái, cái que chọc đi kèm theo này và anh em sẽ chọc vào những cái phần vị trí ở đây đó anh em sẽ thấy được những núm chọc có tổng cộng là bốn vị trí và mỗi một vị trí khác nhau thì nó sẽ lại có một cái cách chọc khác nhau sau đây anh em nó sẽ lại chọc có tác dụng chọc một ô lịch khác nhau còn nếu như anh em muốn chỉnh lịch giờ phút giây thì anh em chỉ cần kéo cái phần này ra cho mình vậy là được đó sau khi chỉnh xong anh em vẫn cho mình kịch cái nó này vào như vậy sẽ là ok để mà tháo được cái bộ dây của chiếc đồng hồ Patek Philip này thì anh em phải sử dụng những cái tool để mở cái phần vít này ra anh em nhé đó Patek Philip thì cũng hơi khác một chút so với cả những thương hiệu khác những thương hiệu khác thì mình hay dùng những cái tool dùng để đẩy cái lò xo phía bên trong Patek Philip thì sẽ là vặn vít ở đằng sau đấy thì sẽ là thiết kế đáy kín nếu như anh em nhìn mới ban đầu còn nếu như anh em để ý kỹ hơn thì nó sẽ là một thiết kế cậy đáy đến từ thương hiệu này cậy đáy cũng là một trong những thiết kế cực kỳ kinh điển đến từ thương hiệu Patek Philippe về sau thì có rất là nhiều những thương hiệu khác đã bắt chước thiết kế cậy đáy này như là FC Fred Constant nếu anh em mở phía bên trong ra thì anh em có thể chiêm ngưỡng được bộ máy phía bên trong của Patek Philippe đẹp tuyệt vời đến mức độ như thế nào đó mình sẽ mở nhẹ thôi Tuy cái đáy này tương đối là cứng đấy Rất là chắc Tuy nhiên anh em nên dùng giữ gìn Với những thiết kế đồng hồ tiền tỷ như thế này Anh em sẽ thấy được mặt phía bên trong sáng như là gương Và anh em nên hạn chế chạm tay vào phía mặt bên trong nhé Bản thân mình thì chưa chạm vào bao giờ Thì nó mới sáng như gương như thế này Rõ ràng anh em không muốn vân tay của mình hẳn lên phía bên trong rồi và ở phía bên trong thì nó cũng sẽ có được đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc thể hiện thân vỏ của chiếc hồ này sẽ được làm bằng vàng đúc 18k kết hợp với đó sẽ là một bộ máy đẹp tuyệt vời Bộ máy này sẽ là bộ máy 324SQR Với bộ máy này thì anh em sẽ có được Đó chính là 30 chân kính 45 giờ chữ cót và 28.800 tần số tự động Bộ máy này thì sẽ có size máy là 28mm mà thôi Nói chung là Matech Philip chế tác máy thì không có gì phải bàn rồi Không những bền, không những đẹp Ở đây thì mình sẽ còn có thêm một bộ dây da nữa Và cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa hoa thị với những dòng máy phân khúc đời rất là cao và Patek thì sẽ sử dụng khóa hoa thị này nó sẽ tạo ra một sự dễ dàng khi mình em đeo ở trên cổ tay đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhá size 38 mm thì cực kỳ dễ đeo rồi với thiết kế đồng hồ này nếu như anh em vào hãng thì anh em sẽ có thể nói là không thể đặt được Patek Philippe thì không phải là thương hiệu cứ có tiền là đặt được đâu hãng phải xét qua rất là nhiều những vòng tuyển chọn khác nhau thì hãng mới cho anh em vào danh sách chờ để có thể đặt được một chiếc đồng hồ Patek philip với chiếc đồng hồ này hiện tại mình đang có sẵn tại shop với mức giao lưu cực kỳ là êm một em lướt full set đến 2022 chỉ loanh quanh là 1 tỷ 545 triệu mà thôi Tất nhiên đây là một mức giá không hề nhỏ một chút nào với một chiếc đồng hồ anh em đeo ở trên cổ tay nhưng nếu như anh em hiểu về giá trị của chiếc đồng hồ này thì đây sẽ là một mức giá rất hợp lý dành cho một thiết kế đồng hồ xa xỉ anh em có thể đeo để cho đời con đời cháu một trong những cái câu nói của Patek Philip rất là nổi tiếng đó chính là anh em không phải là người sở hữu những chiếc Patek Philip mà anh em chỉ là những người gìn giữ để để lại những chiếc đồng hồ Patek Philip này mà thôi thì hôm nay mình vừa review trên tay và đánh giá cho anh em hai thiết kế đồng hồ cực kỳ xa xỉ đến từ hai thương hiệu lớn bậc nhất ở trên thế giới. Một chiếc Rolex Day-Date vàng trắng nguyên khối toàn thân, sử dụng mặt mọ. Em này mình đang giao lưu với mức giá loanh quanh là 880 triệu. Bên cạnh đó sẽ là một chiếc Patek Philippe vàng vàng nguyên khối toàn thân, size 38 mm, lịch vạn niên, một loại lịch cực kỳ khủng khiếp nếu như anh em nào tìm hiểu về những dòng máy đồng hồ cơ anh em sẽ biết. Với chiếc đồng hồ Patek Philippe mình đang giao lưu 1 tỷ 545 triệu. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong hai thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em có thể thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào quý anh chị em